Hello guys, xin chào mọi người đã quay trở lại với series Vocabulary Files. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hoàn thành unit number 23, Academic Writing Test 1. Đây là unit hướng dẫn chúng ta chuẩn bị một chút cái nền tảng cũng như là những kiến thức cơ bản về cái dạng bài IELTS Writing Test 1, miêu tả cái đồ thị, đúng nào? Và như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ luôn là gặp nhau mỗi thứ tư hàng tuần cho series Vocab Files và thứ sáu cho series Grammar Files. Mọi người học một cách đan xen để chúng ta có một cái sự phát triển và tiến bộ trọn vẹn nha. Perfect. Vậy thì hôm trước mình đã cùng nhau hoàn thành cái phần đó là data graphs và tables. Mình đi qua các cái cách để phân biệt các loại đồ thị. Đúng nào, mình học một chút cái kiến thức về writing test 1, biểu thị đồ, đó là graph the trends, miêu đồ đồ miêu tả xu hướng thay đổi, tăng giảm và dao động theo thời gian. Mình học những cái cụm cấu trúc diễn đạt về sự giảm xuống này, tăng lên, không thay đổi hay là fluctuate là dao động. Và mình cũng học cái cách để mình đưa số liệu hoặc là miêu tả những cái xu hướng tăng giảm. Và mình học về các cái sự khác biệt khi sử dụng giới từ trong cái quá trình mình đưa số liệu, như là sự tăng lên, giảm đi, chênh lệch bao nhiêu, đúng không nào? Hay là mình học về cấu trúc diễn đạt, biến đổi từ cụm danh từ về cụm động từ, về adjective cộng nouns đổi với verb cộng với lại adverb, đúng không nào? Và thế nên hôm nay mình đã cùng nhau hoàn thành những cái phần nội dung còn lại nha. So, are you ready? We get started into our lecture today. Unit number 23, Academic Writing Test 1. Và phần nội dung đầu tiên chúng ta có đó là một cái error warning, là một cái củng cố về kiến thức ngữ pháp một cách rất là nhanh chóng thôi. Đó là khi mà mình muốn so sánh những cái số liệu thì chúng ta thường nói comparing the figures for 1999 and 2000. We can see an increase of 20% khi mà mình so sánh số liệu cho hai năm 1999 và năm 2000 thì chúng ta sẽ thấy một cái sự tăng lên là 2%, 20%, chứ không phải là compared the figures, tức là cái thao tác mà mình đem đi so sánh đấy thì nó có thể thấy được, đúng là thì cái việc chúng ta so sánh thì nó sẽ là chủ động. Đây là mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng verb ing, bởi vì là nó đồng chủ ngữ we. Bởi vì as we compare the figures for 1999 and 2000, we can see, tức là bởi vì chúng ta so sánh nên chúng ta có thể thấy. Và vì thế nên nó cùng chủ ngữ giữa hai vế câu, nên người ta lược bỏ chủ ngữ we và mình đổi thành comparing. Ok, sounds good. Và chúng ta sẽ sử dụng cụm cấu trúc compare to or compare with khi compared to the number of males, number of females is relatively low, tức là so với, đúng nào, cái số lượng nam thì số lượng những người nữ thì khá là thấp. Vậy thì compared ở đây nó là mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng bị động hay còn gọi là quá khứ phân từ, bởi vì là chủ ngữ the number of females, đúng nào, là đồng chủ ngữ với vế này, đó là the number of females is compared to the number of males, tức là số lượng nữ thì được so sánh với số lượng nam. Và khi so sánh thì mình thấy rằng là nữ thấp, đúng không nào? Vậy thì cái compare to ở đây nó là mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng bị động hay còn gọi là phân từ. Vì thế nên nó là compared to, hoặc là the number of males is quite large compared to or compared with the number of female. Vậy thì ở đây mình thấy rằng là khi mà số lượng nam được so sánh với số lượng nữ thì khá là lớn, và đó là bởi vì nó bị động, đúng không nào? Mà bị động thì mình sẽ sử dụng ở mệnh đề quan hệ rút gọn ở phân thứ hai. Thực ra là một cái cách diễn đạt đầy đủ nó sẽ là gì? The number of males is quite large when it is compared to or when it is compared with the number of females, đúng không? Khi mà nó được so sánh với thì nó là một cấu trúc câu bị động. Alright, và chúng ta cùng nhau chuyển tới phần bài tập 1.7, đó là mình sẽ giải quyết cái phần đồ thị, đúng không nào? Hôm trước của mình học đó là đồ thị 1.2, là mình miêu tả cái đồ thị này dựa trên một cái bài mẫu, là mình sẽ học cái cách để người ta diễn đạt theo cái bài mẫu này nha. Bây giờ mình sẽ copy cái đồ thị này để chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Và nhiệm vụ của mình đó là điền những cái từ gọi là gap filling, những cái từ ở trong cái box này, đúng không nào? Để mà làm sao mà mình so sánh với lại và điền từ vào chỗ trống và mình so sánh được cái đồ thị này, đưa được những cái thông tin về nó một cách chính xác nhất.
So question number 1.7, complete the description of the graph in 1.2 with the correct form of words in the box. Mình có những cái động từ và những cái giới từ. Ở đây mình điền vào chỗ trống. Some words can be used more than once. Một số từ thì có thể được sử dụng hơn một lần. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cái phần bài tập này và mình cũng học cái cách diễn đạt trong cái việc đó là miêu tả về đồ thị. Graph is the trend, biểu đồ xu hướng nha. Alright, the graph shows the number or the amount of garbage. Đúng nào? Cái biểu đồ này thì thể hiện the amount of garbage là số lượng rác, collected là được thu gom và recycle là được tái chế hàng năm ở nước Mỹ giữa những năm 1960 và năm 2005. Chúng ta có between 1960 and 2005. Thì mình nhìn thấy là cái câu văn gốc của người ta là gì? The graph below shows how much waste is collected and recycled in the US. Và cái cách mình paraphrase đó là mình đổi thành, thay vì mình nói là how much waste is collected and recycled, là khối lượng rác được thu gom và tái chế, thì người ta sử dụng là show the amount of garbage. Đúng không? Thể hiện cái khối lượng rác được thu thập. Và ở đây thì người ta không dùng là is collected mà người ta dùng mệnh đề quan hệ rút gọn là collected và recycled, đúng không? Và hàng năm có từ annually ở đâu? Ở nước Mỹ, và cụ thể hóa là năm nào? Đúng là năm 1960 đến năm 2005. Sau đó là chúng ta nhìn thấy đến cái phần thân bài, người ta đưa thông tin ở đây thì người ta lược bỏ phần overview, người ta đưa luôn con số. Nhưng mà trong thực tế khi mình làm bài IELTS Writing Test 1, phần đa là mình nên có một câu overview ngắn gọn. From 1960, the năm đầu tiên, đến 1970, the amount of waste being recycled remained fairly at just over 6%. Từ năm 1960 đến năm 1970 thì cái khối lượng rác được tái chế chính là cái đường màu đen, đúng không nào? Cái đường màu đen này thì rõ ràng là nó khá là thấp, remain tức là gần như là nó không thay đổi, đúng không? Trong 10 năm này nó khá là kiểu stabilized, đúng không? Nó ổn định, không thay đổi, và remained fairly. Chúng ta sẽ có từ gì để điền ở đây nhỉ? Đúng rồi, static hoặc là steady. Vậy thì cả static, cả steady thì nó đều mang cái nên nghĩa là ổn định. Nó đều tồn tại ở cái mức khá là ổn định. Và nó chỉ ở khoảng là 6%, vậy thì nó thấp hơn cái mức 10% mà. Đúng nào? Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái từ low, low cũng được. Bởi vì low nó mang cái nên nghĩa là remain low, tức là lúc nào nó cũng khá là thấp. Đúng không? Chúng ta có remain static là ổn định, đúng là không thay đổi, hoặc là remain fairly steady khá là ổn định, khá là bằng phẳng, đúng không nào? Là remain fairly low khá là thấp, chỉ ở khoảng 6%. However, tuy nhiên this figure, tuy nhiên thì con số này nó làm sao từ năm 1970 đây, từ cái mốc này đến năm 1990 đây, chúng ta nhìn thấy nó tăng, nó tăng rất là nhanh. Và đến năm 1990 thì nó làm sao? Nó đạt đỉnh, đúng không nào? Khi mà từ năm 1970 đến 1990, khi mà nó đạt đỉnh ở khoảng 32% ở tổng số rác có thể là thu thập được, đúng không nào? Tổng số rác thu gom được. Vậy thì số 3 là mình sẽ phải là một cái động từ miêu tả sự tăng lên, và nó sẽ là rose, hoặc là mình có thể dùng những cái từ như là grew, đúng không? Hay là chúng ta có những cái động từ thể hiện sự tăng lên, đúng không? Grew, rose. Đó, thì chúng ta biết rằng là trong đây người ta chỉ cho mình mỗi cái từ rise thôi, vì thế nên mình sẽ điền là rose hoặc là increased, đúng không? Thì cả hai cái động từ này nó đều mang cái tính chất là tăng lên, vì thế nên số 3 có thể là rose hoặc là increased, nó tăng một cách nhiều, đúng không? Một cách chóng mặt đó, significantly tăng khoảng rất là lớn từ năm 1970 năm 1990, và sau đó là nó đạt đỉnh, đúng không? Ở khoảng 32. Vậy thì đạt đỉnh chúng ta sẽ có động từ peaked hoặc là reached a peak, đúng không? Số 4 sẽ là peaked như là đáp án người ta cho, hoặc mình có một cụm cấu trúc mà mình học hôm trước đó là reached a high hoặc là reached a peak of 32%, đạt đỉnh. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là peak thì sẽ là peak at cộng với một con số. Còn nếu mà reach a peak thì nó sẽ là reach a peak of something. Là phân biệt nhé. Peak at hoặc là reach a peak of.
cộng với con số. On the other hand, mặt khác, the amount of waste being produced là số lượng rác mà được thải ra thì increased. Vậy thì chúng ta chuyển sang cái đường màu xanh, đúng nào? Đường màu đen mình đạt định năm 1990 rồi. Mặt khác thì cái số lượng rác thải ra thì nó tăng như thế nào đó, thì số năm chúng ta sẽ có một cái cần loại từ gì nhỉ? Khi mà mình làm cái dạng bài gap filling thì mình vẫn hướng dẫn mọi người, đúng nào, là điền từ vào chỗ trống thì mình xác định xem cái chỗ trống nó cần loại từ gì. Ví dụ ở đây nó là increased, nó là động từ. Để sau động từ nó phải cộng với một trạng từ, đúng không? Và trước danh từ thì nó sẽ cộng với một tính từ. Thì mình học hôm trước rồi, đúng nào? Một là verb cộng với lại trạng từ, và hai là tính từ cộng với lại danh từ. Và ở đây mình đã có động từ increase thì số 5 nó cần một trạng từ, và trạng từ tăng lên một cách đáng kể thì sẽ là dramatic, là tính từ, và trạng từ nó là dramatically. Vậy thì số 5 sẽ là increase dramatically. Đúng là at around the same time, và nó cũng tăng một cách chóng mặt cùng cái khoảng thời gian đó. Đúng là từ đây mà cùng một cái khoảng thời gian năm 1990 thì nó tăng lên cũng đáng kể đó. Đúng là tăng lên một khoảng đáng kể. Và làm sao? Growing approximately 10 million tons per year, tăng ở một cái khoảng, một cái mức là từ 10.000 tấn mỗi một năm lên 55.000 tấn trong vòng 5 năm, đúng nào? Vậy thì đầu tiên nó chỉ ở khoảng 10 thôi, mình nhìn thấy ở đây đúng nào, nó chỉ ở khoảng 10 tấn, nhưng mà sau đó là nó đã tăng lên 55 triệu tấn, đúng nào? 55 million tons là 55 triệu tấn mà chỉ trong vòng có 5 năm, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy từ đây nó tăng dần 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 dần. Ở đây cũng vẫn là khoảng 10.000 đi ha, cho em, à 10 triệu đi ha. Mình tăng trong vòng có 5 năm nó lên được đến 55 triệu tấn. Đó thì từ 1990 mình nhìn thấy không? Thì mình cứ coi như là nó ở khoảng xấp xỉ như thế. Thật ra cái thông tin này nó đưa không đúng lắm, bởi vì từ năm 1990 á thì nó đã khoảng 20 triệu tấn rồi, và đến năm 1995 đúng không nào, trong cùng khoảng cái thời gian đó, tức là mình nói là trong cùng cái khoảng thời gian là at around the same time, là cái số lượng rác nó cũng tăng dramatically, nó tăng từ năm 1960 đến năm 1990, và từ năm 1990 thì đến năm 1995 là trong vòng có 5 năm thì nó đã tăng từ 10 triệu tấn lên đến 55 triệu tấn. Nhưng mà thực ra thông tin nó hơi không đúng, bởi vì ở đây nó đã là khoảng hơn 20 triệu rồi, và lên đến đây là hơn 60 triệu rồi. Có lẽ là cái phần đáp án này nó không được đúng lắm, nhưng mà thôi mình cứ học cái cách diễn đạt, cái cấu trúc nhé, còn số liệu thì mình sẽ thay đổi. Ok, vậy thì mình tăng từ khoảng 10 triệu lên đến 55 triệu thì nó sẽ là growing approximately, thì tức là growing from approximately, tăng từ khoảng, đúng là từ khoảng thì sẽ là from 10 triệu, from 10 million, và tăng đến mức nào thì sẽ là to, đúng là from 10 million tons to 55 million tons, following this sharp, và theo sau cái sự tăng lên rất là mạnh mẽ, đúng nào? Sharp là tăng lên một cách chóng mặt luôn á. Mình biết là sharp là tính từ sắc nhọn mà. Một cái gì đó tăng đấy là khủng khiếp. Thì theo sau cái sự tăng lên thì chúng ta biết rằng sharp nó là gì? Là tính từ. Vậy thì sau sharp nó cần một danh từ. Và danh từ ở đây thì chúng ta có một là increase và hai là rise. Vì increase và rise thì nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ. Following this sharp increase or following this sharp rise. Theo sau cái sự tăng lên rất là chóng mặt như thế này. The amount of waste collected has risen. Thì theo sau cái sự tăng lên rất là lớn như thế thì cái số lượng rác được thu gom thì đã tăng, tăng steadily hoặc là gradually, tức là nó tăng lên một cách từ từ chậm chạp, đúng không? Vì khi mà nó tăng lên một cách từ từ, nó tăng lên một cách ổn định hơn, tăng lên một cách chậm rãi hơn, thì chúng ta sẽ có cái trạng từ đó là steady, là tính từ, đổi về trạng từ là steadily, hoặc là gradual là từ từ, đúng không? Thì đổi về trạng từ là gradually. Number nine, chúng ta có has risen steadily or gradually. Trong khi đó số lượng rác được tái chế, tức là cái đường màu đen đúng nào, đường màu xanh thì nó vọt lên tận đây đúng nào, và nó tiếp tục tăng một cách ổn định. Còn đường màu đen thì sao? Sau khi mà nó đạt đỉnh ở năm 1990 thì nó đã giảm và sau đó nó lại tăng đúng nào. Thì why the percentage of waste being recycled actually? Vậy thì số
số 10 của mình sẽ phải là giảm, đúng nào, being recycled, tức là khối lượng rác được tái chế thì thực tế là nó đã giảm từ 32% xuống còn 26%, thì giảm mình sẽ có từ fall, động từ fall và chia ở quá khứ thì sẽ là fell, đúng nào. Số 10 chúng ta sẽ có là fell, là giảm from 32% là đỉnh 32%, giảm xuống còn 26% vào năm 1995. Và sau đó là làm sao? In 1995, đúng không? Khi mà mình muốn nói là nó giảm từ năm 1990 và giảm còn 26% vào năm nào thì sẽ là in. Năm thì nó sẽ cộng với in. Fortunately, may mắn rằng là recycling has, nhưng may mắn rằng là sau đó thì recycling tái chế thì nó đã quay trở lại, đúng nào, nó đã hồi phục và nó tăng lên một cách từ từ. Vậy thì số 12 cũng sẽ là gradually and steadily, hoặc là or steadily. Mình thấy không, nó giảm và rồi lại tăng lên một cách từ từ, tăng lên một cách ổn định. Vậy thì số 12 sẽ là recycling has gradually increased, hoặc là recycling has steadily increased and by 2005, và cho tới năm 2005, tức là từ năm 2005 đổ về trước thì tới cái mốc là mốc 2005 thì nó đã đạt được cái con số như là năm 1990, tức là như là cái đỉnh, đúng là ở khoảng 32%, đúng chưa nào? Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng nó quay trở lại, nó hồi phục thì chúng ta có thể nói là it had again reached the same figure as in 1990, hoặc mình nói là it recovered in 1990, in 2005, nào, vào năm 2005 thì nó hồi phục, hoặc là mình nói là by 2005 và cho tới năm 2005 thì nó đã đạt được cái con số như là năm 1990. Tuy nhiên, however, this figure is still disappointing. Cái con số này thì khá là đáng thất vọng bởi vì là so sánh với tổng số rác mà người ta vứt đi, là mình nhìn thấy là tổng số rác mà người ta thải ra thì nó vẫn tiếp tục tăng và nó đạt ở đây. Trong recycle thì nó chỉ ở đây có tận một cái khoảng rất là lớn, là một cái gap, there is a huge gap between the total amount of waste to be recycled and the total amount of waste to be produced. Nên một cái là thải ra và một cái là thu gom và tái chế thì nó chênh rất là nhiều. Vậy thì cái số lượng, cái wedge này rõ ràng là cái khoảng mà người ta không làm gì cả, người ta chỉ just dump away, just thrown away, right? Vậy thì số 14 chúng ta sẽ có từ compared, đúng nào, cái con số này thì vẫn khá là đáng thất vọng bởi vì là so sánh với tổng số rác mà người ta vứt đi, compared to the total amount of waste that is thrown away, nó so sánh với. Sounds good. Và đó là cái cách mà chúng ta đưa số liệu và phân tích một cái bài gọi là bài graph the trend, đồ thị miêu tả xu hướng, với những xu hướng tăng lên giảm đi theo thời gian. Và tăng lên giảm đi mình muốn nhấn mạnh thì mình phải thêm những cái tính từ để bổ sung ý nghĩa, là tăng nhiều hay tăng ít, tăng một cách từ từ gọi là static steadily, hoặc là tăng một cách dramatically significantly, đúng không nào, hoặc là sharply. Đó thì mình phải học những cái cách để mà đưa số liệu kết hợp với lại những cái trạng cử chỉ mức độ gọi là intensity ấy, đúng không nào? Sounds good. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới phần bài tập tiếp theo thì mình cho mọi người 3 giây chúng ta take notes và ghi chép lại những cụm cấu trúc mà mình cảm thấy là nó hay. Nếu như mọi người bất cứ câu hỏi gì thì chúng ta hãy comment xuống dưới cho mình biết, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thắc mắc nha. 3, 2, 1. Excellent. Moving on, chúng ta cùng nhau chuyển tới phần thứ hai, đó là describing a diagram or a process. Miêu tả một cái biểu đồ hoặc là một cái quá trình sản xuất ra cái gì đó, và quá trình làm gì đó. Vậy thì đây sẽ là cái dạng đồ thị thứ hai mà mình cùng nhau học, ngoại trừ cái graph the trend là đồ thị miêu tả xu hướng như bên này. Thì bây giờ mình cùng nhau đến với lại miêu tả một quá trình. Question number 2.1. Look at the following diagram and answer the questions. Nhìn vào cái đồ thị này và trả lời những câu hỏi. Thứ nhất, what stage is something added? Ở cái giai đoạn nào thì có cái gì đó nó được thêm vào? Ở giai đoạn nào is something separated? Ở cái giai đoạn nào thì cái gì đó nó được tách ra, nó bị phân tách ra? How many different stages are there altogether? Và có bao nhiêu giai đoạn tổng cộng, đúng nào? Tổng cộng thì có tất cả bao nhiêu cái bước? Và chúng ta biết rằng là
Đối với cái dạng miêu tả đồ thị này thì trong phần overview, phần introduction thì vẫn tương tự, đúng nào, là mình sẽ paraphrase lại cái đề bài, rồi đến overview là mình miêu tả về những cái outstanding trends hoặc là những outstanding patterns, những cái đặc điểm mà nó phổ biến, nó nổi bật nhất. Ví dụ như là có bao nhiêu bước, bước đầu là gì, đúng nào, và kết thúc lại nó là bước gì đó. Và trong cái phần miêu tả đồ thị, describing a process, miêu tả một cái quá trình hay một chu trình, thì mình cần phải organize the steps logically. Nhiệm vụ của chúng ta là đọc, xem đồ thị và cân nhắc sắp xếp tổ chức các cái bước làm sao để cho nó thật là logic, một cách là dễ hiểu, dễ theo dõi. Và sau đó là mình cần, sau khi mà mình chia tách thành các cái bước, thì mình làm sao mình đưa các cái bước đó bằng những cái động từ gọi là conjunctions, những cái liên từ, sorry, những cái conjunctions là những liên từ để thể hiện trình tự. Ví dụ như là first là đầu tiên, then là tiếp theo, next kế tiếp, after this là theo sau cái này, và finally là cuối cùng. Vậy thì những cái động từ mà mình đi theo sau thì nó có thể chia cái tùy theo cái thì, nếu nào thì hiện tại, thì quá khứ, hay là thì tương lai, tùy vào cái bài đó. Nhưng mà thông thường miêu tả một cái quá trình hay một chu trình thì người ta hay dùng hiện tại, bởi vì lúc nào người ta cũng tạo ra nó, đúng nào, và nó sẽ kết hợp với lại các cái conjunctions, những cái liên từ chỉ các bước, như là first, second, third, hay là then, sau đó, next, kế tiếp. Và khi mà mình sử dụng những cái liên từ để chỉ thời gian như là when, thì mình phải thật là cẩn thận về cái việc là sử dụng thì hiện tại đơn, đúng nào. For example, the machine switches off when the bag is full. Vậy thì khi mà cái máy móc này nó tự tắt đi, khi mà cái bag và cái túi nó đầy, đúng nào, vậy thì sau cái mệnh đề phụ chỉ thời gian mà nó có chứa cái từ when, thì động từ sẽ luôn chia thì hiện tại, và thông thường là thì hiện tại đơn. Và mình đã học cái điều này ở trong phần grammar file rồi, những là ngữ pháp cho tiếng Anh về thì. Thì các cái loại thì sau những cái liên từ chỉ thời gian như là when, while hoặc là before, after, thì mình cần lưu ý về cách chia động từ nha. Sounds good, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với câu hỏi này. Vậy thì ở cái giai đoạn nào thì cái gì đấy nó được add, nó được cho thêm vào, đúng không nào? Thì mình nhìn thấy rằng là ở đây cái bước này, đúng không nào, là miêu tả một cái chewing gum is made, làm sao để tạo ra kẹo cao su. Vậy thì chúng ta thấy rằng bước đầu tiên là nó cho nguyên liệu vào, melting là nó làm chảy, tan chảy ra. Sau đó là nó cho vào một cái khay, một cái grid để làm sao straining, như kiểu ép nó xuống và nó lọc xuống, đúng không nào. Sau đó là blending là nó hòa lẫn với nhau. Sau khi mà nó thêm những cái chất như là flavorings, là chất vị ra, những cái chất phụ ra để cho tạo vị á, hay là softeners là những cái chất mà làm mềm đi, và sweeteners là những cái chất mà tạo ngọt, đúng nào. Thì đây chính là cái bước mà something is added, cái gì đó được thêm vào. Đó. Rồi sau khi mà nó thêm vào thì nó phải blend, nó phải trộn lẫn hết tất cả với nhau. Rồi nó đi qua cái giai đoạn gọi là sheeting, tức là nó cho các cái máy nó cán dẹt mỏng thành những cái tờ giấy, đúng không nào. Sau đó đến bước cutting, cắt ra thành những cái mảnh, những cái ô vuông phù hợp với lại mồm miệng người nhai, hiểu không nào. Và sau đó là breaking, nó sau như nó cut thì những cái ô như thế này rồi, thì nó đưa qua một cái máy để nó như kiểu là breaking, là nó làm vỡ ra, vỡ những cái mỏng đấy ra, đúng không nào. Và sau đó là packaging, là đóng gói. Ok, vậy thì ở cái giai đoạn nào thì nó được separated, nó được tách rời ra? Chắc chắn rằng là liquid is separated from the solid là bước số 2, đúng như nào. Đây, sau khi mà nó melt, nó trộn, nó tàn tan chảy ra cái chất rắn ở bên trên, người ta bỏ chất lỏng đi, và sau đó là người ta cho cái chất rắn này và cùng với những cái vị. Số 3 câu hỏi, có bao nhiêu bước tất cả? Thì mình nhìn thấy bước 1, bước 2, bước 3 thêm vào, đúng nào. Bước 4 là có thể là trộn. Bước 5 là sheeting, là làm cán dẹt mỏng. Bước 6 là cutting, là cắt nó ra. Bước 7 là breaking. Và bước 8 là packaging. Thì mình có thể từ 7 đến 8 bước. Nhưng mà nếu như mà nó là 7 bước thì chúng ta sẽ bỏ cái bước gọi là bước melt, bước mà người ta ép những cái đồ này vào thì mình sẽ bỏ đi. Đó thì chỉ là melting, straining, blending, sheeting,
cutting, breaking và packaging. Và đó cũng là cái cách để mình xác định xem nó có bao nhiêu bước. Đó là mình dựa vào động từ. Thường là khi mình muốn xác định xem nó có bao nhiêu bước thì mình đã dựa vào những cái động từ mà người ta cho. Đơn giản, đây là một cái bài diagram, một cái bài đồ thị khá là đơn giản thôi, chỉ cái quá trình mình có đầy đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là dựa vào những cái động từ mà mình có thể là chia ra thành những cái bước. Tuy nhiên mình có những cái bài mà nó phức tạp hơn thì chúng ta hãy cứ học từ những cái đơn giản hơn nha. Sounds good. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển tới cái phần tiếp theo, đó là câu hỏi 1.2. Và trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới câu hỏi 1.2 thì mình sẽ cho mọi người khoảng 3 giây chúng ta pause video tại đây, đúng không nào? Mình sẽ cùng nhau chuyển tới tiếp sau khi mà mình mọi thứ đã được rõ ràng rồi. Ví dụ như động từ nào chúng ta chưa biết, ví dụ là training là người ta kéo căng ra, người ta cán dẹt ra, đúng không nào? Hay là melting là người ta làm cho nó tan chảy ra, đúng không nào? Hay là blending là trộn, đó vân vân. Thì chúng ta hãy cứ take notes nhé. 3, 2, 1. Perfect. Và mình cũng lưu tất cả mọi người trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới bài tập tiếp, đó là có những cái động từ nó có nhiều nét nghĩa, đặc biệt là cái từ straining. Thì straining nó có thể là tạo sức ép, sức căng lên cái gì đó. Và ở đây thì nó sẽ lọc ra cái nước, hoặc là nó cũng có thể mang cái nét nghĩa đó là làm ráo nước, để ráo nước bằng cái nghĩa là spinning off á, là người vắt căng nó đi, vắt kiệt cái nước nó đi, hoặc là lọc qua. Thì những cái động từ mà nó được sử dụng trong quy trình thì nó cũng khá là gọi là hay được lặp đi lặp lại, hay được sử dụng đi sử dụng lại, nên nhớ được càng nhiều thì càng tốt nhé. Ok, sounds good. Và ngoài lề thì từ stream nó cũng phải mang cái nét nghĩa là căng thẳng. Perfect. Moving on, question number 2.2. Bây giờ thì chúng ta hoàn thành cái việc là miêu tả cái đồ thị ở phía trước, đồ thị 2.1, đúng không nào? Và sử dụng những cái từ mà người ta cho phần box. Và có một số từ thì mình có thể sử dụng nhiều hơn một lần. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đồ thị này, học cái cách diễn đạt, cái cụm cấu trúc của người ta, chúng ta có thể là áp dụng trong phần bài tập của mình nhé. Mình cho mọi người một chút cái đồ thị ở đây để chúng ta vừa đọc, vừa học, vừa phân tích. Và nếu như mọi người muốn gọi là tự làm cái phần bài tập này, chúng ta hãy cứ tự nhiên pause video nha. Sounds good. The diagram shows how chewing gum is produced. Nào, vậy thì đề bài này cho là how chewing gum is made. Bây giờ mình đổi thành produced, mình paraphrase nó đi. Chỉ ra cái cách mà kẹo cao su được sản xuất. Number two, cái gì đó. Number three, cái gì đó. The, đúng là of gum are put into a. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên, bước số một, đó là gì nhỉ? First, đúng không? Thì muốn chỉ là bước một thì mình sẽ dùng cái từ đó là first. The pieces of gum là những cái mẩu, những cái bã thì hoặc là những cái mảnh miếng vụn gum thì nó được đặt vào trong number four, đó là container, đúng không? Mình nhìn thấy một cái đồ này đặt vào trong một cái container và sau đó là and heat it, và sau đó là đun nóng nó lên, vì mình phải đun nóng lên thì mới có thể làm nó chảy ra, đúng không nào? Until they form a single mass, cho đến khi nó tạo ra một cái khối thống nhất. Thì đầu tiên, first, the pieces of gum are put into a container, được bỏ vào trong một cái bình chứa hoặc là một cái nồi, đúng nào? Và sau đó là nó heated and heated. Vậy thì ở đây nó là bị động. Are put và sau đó là and heated. Đúng nào? Thì trước and và sau and thì từ nó phải đồng đẳng cả về mặt cấu trúc ngữ pháp. Là bị động thì trước and là bị động thì sau and nó cũng phải là bị động. Number five, heated là nóng lên cho đến khi nó tan chảy ra thành một cái khối thống nhất. And this is then, và sau đó thì nó được làm sao strained, là nó làm cho như kiểu cạn kiệt nước, rút sạch nước đi, phân tách ra để nó thành cái solid là chất rắn và liquid là chất lỏng. Until all of the liquid has been eliminated. Đúng không? Cho đến tận khi tất cả mọi chất lỏng thì nó được loại bỏ. Has been eliminated. Vậy thì số 7 sẽ là until all of the liquid has been eliminated. Mình nhìn thấy đấy không? Đúng không? Cho đến khi tất cả mọi chất lỏng nó được loại bỏ.
8. Tiếp theo số 8 thì làm sao? Và sau đó, đúng là số 8. Tiếp theo cái bước sau đó là gì? Có thể là second, có thể là next, hoặc là subsequently, kế tiếp. Đúng là hoặc là then. Sau đó, the gum is placed into another container. Nó mình nhìn thấy không? Cái gum, cái bã bên trên này là cái phần solid chất rắn thì nó được bỏ vào một cái hộp khác hoặc là một cái nồi khác. Đó, hoặc là một cái bình chứa khác thì sẽ là container. Và số 9 sẽ là động từ place, được chia bị động là are placed into another container. And the desired và những cái chất tạo vị flavorings là những chất tạo vị mà như mong muốn, hay là cái chất tạo ngọt, hay là những cái chất làm mềm are number 11 added, được thêm vào. Nào, vậy thì ở đây mình cũng lưu với tất cả mọi người luôn là những cái dạng gọi là manufacturing diagrams, những cái đồ thị miêu tả cái quá trình sản xuất, thì động từ thường nó sẽ chia bị động, bởi vì là cái gì đó mình sản xuất thì tức là cái gì đó được sản xuất bởi chúng ta, vậy thì nó sẽ chia bị động. Nó sẽ khác với lại những cái natural cycle là những cái chu trình tự nhiên, khi mà ví dụ như là con ong nó được sinh ra như thế nào, hay con bướm nó được phá kén nó ra ngoài ra làm sao, thì đấy là tự thân nó, thì nó sẽ là ở chủ động, nó gọi là natural cycle. Còn đối với cái dạng mà kiểu đồ thị mà gọi là manufacturing sản xuất đó, thì nó sẽ chia bị động nhé. Sounds good. Và chúng ta sẽ thấy rằng số 11 là added, đúng là được thêm vào. Number 12, this mixture. Và cái mixture là cái hợp chất này, đúng là cái hỗn hợp này. Sau khi mà thêm chất phụ gia, những cái chất như là tạo ngọt, tạo vị hay là chất làm mềm được thêm hết vào thì nó tạo thành một cái mixture, là một cái hợp chất. Is blended, được trộn lẫn vào với nhau đến tận khi all of the ingredients, cho đến khi tất cả mọi cái thành phần are mixed together, tất cả mọi thành phần nó được trộn lẫn vào với nhau. The gum then, và sau đó là cái gum là cái gạo cao su, đúng nè. Thì số 14 passes or travels to a different machine, đúng nè, là nó được chuyển tới hoặc là đi tới một cái bước tiếp theo. Và cái bước tiếp theo là một cái máy, và cái máy nó gọi là sheeting, là cái máy mà cán dẹp nó ra, đúng nè. Number 15 to a different machine which uses rollers, đúng nè, cái máy mà nó sử dụng những cái rollers, những cái cán dẹp, những cái thanh cán như thế này nè. Đó, to flatten out the gum, để mà làm dẹp nó đi, flatten. Đúng rồi, mình biết flat là bằng phẳng, thì flatten là làm cho nó phẳng dẹp ra. Đó, sau đó số 16 mình đã có next hoặc then, hoặc mình sử dụng từ subsequently. Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có tiếp theo sau đó the thin sheets of gum. Những cái mẩu, những cái miếng nó là rất là dài, rất là to và mỏng dính. Có kẹo cao su á, đúng là nó trở thành những cái khổ mỏng dính, thì sau đó được cut into rectangular shapes, đúng là nó được cut, là nó được cắt ra thành những cái hình chữ nhật, đúng là nhỏ, hay mình có thể sử dụng nó là rectangular pieces, những cái mẫu hình chữ nhật, và broken into separate pieces, và được tách ra, được bẻ vỡ ra. Separate pieces, đúng không? Và số 19 cuối cùng, bước cuối cùng là bước đóng gói. Finally, the gum travels or passes along a conveyor belt, và nó được di chuyển tới, hoặc là nó di chuyển tới một cái như kiểu là một cái mình biết là belt, conveyor belt thì là một cái băng vận chuyển, một cái băng tải. Where it is enclosed in packaging ready for distribution. Một cái băng chuyền, cái băng vận tải mà ở trong đó thì nó được đóng gói, đúng là enclosed, nó được đóng gói và nó có những cái packaging là những cái bao bì, đúng là bỏ vào trong, nhét kẹo cao su vào trong những cái bao bì đó, sẵn sàng để mà được mang đi phân phối hay là còn được mang đi bán, đúng là ready for distribution. Đó, vậy thì ăn kẹo cao su là ăn cả những cái chất như kiểu là flavorings, là tạo vị, tạo độ ngọt, và những cái chất làm mềm đó nha. Mặc dù là nó không tốt nhưng mà nó cũng rất là ngon, đúng không? Nó rất là tốt cho chúng ta sau khi ăn xong để giảm cái việc thèm ăn á. Thì mình đã biết cái quá trình tạo ra rồi, và chúng ta thấy rằng là những cái bài học về quá trình hay là những cái biểu đồ miêu tả về manufacturing process á, thì thường là nó sẽ rất là hay, thì chúng ta học được rất nhiều kiến thức tốt. Vậy thì mình chốt lại là mình cần phải học những cái từ chỉ các bước như là next,
Nào, then first hay là chúng ta có từ finally, đúng không nào? Và ban nãy thì mình mới nói với tất cả mọi người có thể có những cái từ khác như là second hoặc là subsequently, đúng là tiếp theo sau đó, vân vân, hoặc là after that, tiếp theo đó, hoặc là after what, đúng là theo sau, hoặc là mình có thể sử dụng cấu trúc đó là following. A thì B như thế nào đó, theo sau A thì B nó như thế nào đấy, đúng không nào? Đó, vậy thì những cái này nó đều mang cái nghĩa là tiếp theo, kế tiếp, next, then. Alright, và chúng ta cũng có những cái máy móc mà mình nên học ở đây. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái từ đó là machine, đúng không nào? Máy, đúng nhỉ? Machine hay là container là cái bình chứa, hay là chúng ta biết mixture là hợp chất, hay là ingredients là những cái chất mà mình, những cái thành phần, những là ingredients là những cái thành phần, pieces là những cái mẫu đó, hay là liquid là chất lỏng, solid là chất rắn, hay là separate, đúng là tách ra thành những cái separate pieces là những cái mẫu tách biệt, hay là chúng ta có những cái như là conveyor belt là băng chuyền, hay là packaging là đóng gói, enclose là đóng kín lại, đúng là, hay là eliminated là bị loại bỏ đi. Sounds good. Và đó toàn bộ những gì chúng ta học trong bài học ngày hôm nay, khi mà mình đi thông qua hai cái phần nội dung kiến thức cực kỳ quan trọng, đó là cách để mà miêu tả biểu đồ xu hướng có chứa xu hướng tăng giảm ở thời gian, mình phân tích, mình áp dụng những cái cụm động từ, trạng từ, danh từ, vân vân để miêu tả cái sự thay đổi. Với cái phần bài mẫu ở đây, mọi người take notes. Thứ hai là mình học về cái dạng đó là process, miêu tả quá trình hoặc chu trình. Và mình học các cái bước để mà mình phân tách ra thành bước, cũng như là cái cách người ta diễn đạt, miêu tả một cái quá trình trong tiếng Anh. Ok, và thank you so much for watching. Please let me know if you have any question. See you in the next video. Goodbye and have fun.